Chào anh em, hôm nay lại có một trận banh nữa với lại men em hai đấy, tự quen Khánh Viết Ca, Lê Duy Minh, Đinh Thành, Hồ Viết Trung, Tiến Vé và Khánh Beo tới sân khá sớm, xung quanh thì chưa có ai đá cả, đội bạn thì được 4-5 người gì đó. Rồi chuẩn bị bắt đầu. Mình ở tổ sau với lại Đinh Thành. Kèo 73 đồ. Khánh Beo, Tân Uwen, Khánh Vika. Bên mình keeper chưa lên. Hay gì vậy? Trời. Tân Uwen. Khánh Beo. Vika đưa bóng lên không thành công, chết tôi, đối diện thua môn và đã thua một trái rồi. Anh Bell cú dứt điểm dội chân rất nguy hiểm. Và cắt bóng không thành công. Và đá ra ngoài. Ngay khung thành còn trống như vậy vẫn đá ra ngoài được, may quá. Tôi quen. Kiếm bàn gỡ quà coi. Trời ơi. Đường nhét lên không thành công. Khánh Mika cắt bóng rồi. Khánh Beo đè rất tốt. Hay quá vậy. Lỗi làm sao. Khánh Beo. Không lấy được bóng của Khánh Beo. Khánh Vika cú dứt điểm không qua được thủ môn. Khánh Beo thì đè rất tốt. Được chuyền ngang của Tân Quen đã không. Cú sút rất mạnh của Khánh Beo. Rất tiếc cú sút lại trúng sân ngang. Đinh Thành đã vào. Quên, không có đường chuyền ngang cho Khánh Beo, rất tiếc. Khánh Beo cú dứt điểm chân trái. Bước một tốt quá. Đinh Thành. Đường chuyền không thành công. Anh Vinh ơi, sao anh Vinh hôm nay không lên chụp gôn vậy? Cú dứt điểm của Tân Owen bóng lại trúng ngay cột dọc. Đinh Thành vẫn còn.
cú dứt điểm rất mạnh của Đinh Thành, không hơi cao. Và bước 1 rất tốt của sút rất tốt. Và cú đá kỹ thuật của Đinh Thành. Sân có vẻ hơi nhỏ. Dịch dập biên, Đinh Thành. Hay quá, trời ơi. Đinh Tên dứt điểm, cú sút từ khá xa. Thua thêm trái nữa rồi. Vẫn không có bàn thắng. Đúng vậy. Lại trúng cục dọc. Cú dứt điểm của Tân Uê. Hơi xui. Và cắt bóng tốt của Tô Quen. Bóng đã nằm trong tay của thủ môn Đỗ Minh. Này Đỗ Minh xuống bắt gôn. Tuần trước cũng bắt gôn, tuần này bắt gôn. Không vào. Cú dứt điểm khá hiền của anh Tin Tin. Đinh Thành. Và người rất hay. Vẫn dứt điểm không qua chân Tiến Giá. Qua được luôn, ghê thiệt. Chết tôi. 3-1. Không sao. Đinh Thành. Một cú dứt điểm rất mạnh của Đinh Thành, bóng lẫn đi ra ngoài. Tường khách. Yeah, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Che giữa. Tên. Ok.
tiếp. Sống tiếp. Hành. Dễ tin, dễ tin. Yeah. Tân Thành ơi. Tân Thành ơi. Yeah, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Rồi chạy cái tim. Hay lắm không? Biết rồi. Chèn đi. Sorry anh em, vì trận đấu này diễn ra khá nhanh và căng thẳng nên phần còn lại của trận đấu mình đã phải tháo camera để tập trung cho việc thi đấu. Sau cùng trận banh đã kết thúc với tỷ số hòa và không ai mang trên mình một thương tích nào cả nhé. Và sau một trận sân năm, nói chung là trận sân năm đó mình đá cũng ít à. Để mấy anh em kia đá, để mình dành sức mà đá trận sân 7 này với lại cái ông nội này nè. Hello, nay là sân 7 là mới trở lại nha các bạn. Ok. Chị bàn nha. Cố gắng. Và đá với lại mấy anh em Borussia Dortmund. Tại sân của anh Trung. Football Arena. Và đây là trung vệ Albion Köln đang thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn FC tại V-League 1. Hôm nay gỡ khẩu trang rồi. Một trung vệ thép. Ây chà, thấy to con quá. Bế kèo này hôm nay sao đây? Nói chung sao cũng được, khởi động đi. Rồi, lấy vô đá ha. Đội hôm nay có nghĩa mình An, một cầu thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Anh tới quản lý sân. Thủ môn mình tên gì ta? Tới. Thủ môn mình tên. Thủ môn Long Đình. Thủ môn Lâm. Kim Messi, Hoàng Phương. Và tiền đạo số 21 này là số 21. Vũ. Ok. Đá Hải Phòng. Năm trước đá. View clip này mình quay từ trước Tết rồi và bây giờ mới up nè. Chứ sân Football Arena này đã dừng hoạt động rồi. Sắp tới nghe anh Trung nói là sẽ mở lại ở khu vực quận 2. Anh Trung làm sân lúc nào cũng có một vẻ đẹp rất sang trọng và tây. Nên mai mốt anh em nhớ ủng hộ nha. Khó quá. Top goal. Tao về Phương. Kê Phương.
Ok, ok. Handball. Chết pha lại nào. Và rõ ràng quá rồi ha. Pha giật gót của Hoàng Phương đã đưa bóng chạm tay cầu thủ đội bạn. Penalty là chính xác rồi. Ở đâu trọng tài? Chạm chắn đúng không? Ý, nó xài bên phải kìa, đá bên trái thôi. À, thì ra nó bắt bên trái, thôi đã là bên phải. Yeah, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Thật ra nếu anh em để ý cái bóng của mình trên sân thì đây là một quả đá bên nhảy chân sáo giống như Jorginho và Bruno Fernandes. Thật tiếc khi không có góc camera ở phía ngoài sân. Phước xa lưng con người. Hey. Bóng đi, ok. Ok. Hey. Thay. Thay giùm lại ơi. Chạy nhiều quá mình. Ok. Ba người đứng chỗ rồi. Ok. Chơi. Hay quá. Wow. Cái nữa. Trời ơi, tốt Nghĩa ơi. Ngay sàn ngang. Cố lên. Bước lên Phương. Lãnh chọn một cú nã đại bác vào đầu, đau điếng, chóng hết cả mặt luôn. Từ. Camera ok, nhưng mà my hit not ok. Ok. Đau đầu quá. Ok, Phương. Hey. Ok. Hey. Go, Camera, okay? Okay.
Trọng tài ra hiệu có còi nè. Và giờ mới là lúc lui về là hàng rào nghe. Cố lên Long. Cú sút này tôi nói mạnh, vị trí bay đúng ở giữa khung thành nhưng thủ môn lại không cản phá được. Lỗi là do vị trí đứng của thủ môn lại hơi lệch qua góc bên phải nhiều quá. Vị trí đúng của thủ môn trong tình huống này phải là lệch trái. Đi giữa anh lên. Okay. Who kicked the ball? Tao sẽ ơi. It's me who kicked the ball. You stupid. You stupid. Nó nói là nó đá trúng vào quả banh và nó bảo trọng tài thật là ngu ngốc. Tình huống nguy hiểm mà. Tức là quét trụ cho dù trúng banh. Ok anh Hùng ơi. Dạ. Ok, Messi. Tình huống này mình có nói nhiều trong các video clip khác rồi nha. Chùi trúng bóng nhưng gây tình huống nguy hiểm cho đôi chân đối thủ thì vẫn tính là phạm lỗi. Nó dứt luôn hả? Yeah! Tốt nghĩa ơi! Yeah! This you! Yeah! Hat-trick đâu! Yeah, ok! Đó là bàn thắng thứ 3 của Nghĩa trong trận thi đấu ngày hôm nay. Nhưng tiếc là mình không quay được. Rồi, bước vào Phương. Thôi, đây. You! Come on! Say! Hey! Come on! Stop keeper! Come on! Yes! Come on! Vất vả lắm mới có một bàn thắng dẫn trước và bị gỡ hòa ngay những phút cuối trận thật là nghiệt ngã. Ok, kết thúc trận đấu ha. Yeah. Ba. Lại một trận banh nữa. Hôm nay hai trận lận. Đó, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Và mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye.